cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Trọng Thịnh, 39 tuổi, trú quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh về tội cố ý gây thương tích. Theo cáo trạng, chiều 11 tháng 8 năm 2023, Thịnh đã xảy ra cự cãi với anh BMS do mâu thuẫn khi tập kim. Tại đây, bị cáo đã dùng cây xăm gạo mang theo trong người, thách thức đánh nhau với anh S. Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng, tiếp nhận thông tin công an phường 1 thành phố Bạc Liêu đã cử lực lượng xuống hiện trường, mời Thịnh về trụ sở làm việc. Khi công an đến, Thịnh không nhẫn không chấp hành mà còn thách thức chống đối rồi bỏ chạy. Cùng lúc này, đại úy Huỳnh Tấn Khanh, Công tác ở công an thành phố Bạc Liêu chứng kiến vụ việc nên hỗ trợ truy bắt. Sau một đoạn bỏ chạy, bất ngờ, Thịnh lấy một đoạn kim loại nhọn là cây xăm gạo dài 20cm chống trả ba chiến sĩ công an truy đuổi. Thịnh đâm Đại úy Khanh trọng thương, hai chiến sĩ còn lại bị đâm vào bàn tay gây thương tích. Ngay sau đó, Thịnh đã bị công an bắt giữ cùng tan vật. Kết luận giám định cho thấy Đại úy Khanh tổn thương cơ thể 24%, hai chiến sĩ còn lại thương tích 1%. Từ chứng cứ và lời khai, hội đồng xét xử tuyên thịnh 2 năm tù về tội cố ý gây tương thích. Được biết trước đó Thịnh từng chịu án 2 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và đã được xóa án tích.